Tao lên nãy giờ đó ba ơi, quấn vòng vòng quanh tòa nhà rồi nè. Biết rồi. Ủa đang là tụi quay. Má tao đang trên trời tao quấn xuống là ăn chung cái thân mày đu đủ vậy ăn. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Mình là Bob Bob. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kinga. Thì hôm nay, cái game này sẽ chơi Roblox Wow Worm. Thì cái game này là nó khá giống Snatch.io nha mọi người. Nhưng mà Snatch.io là 2D, còn cái này là một nùi D luôn. Đấy, cái gì nó cũng có hết á. Góc nhìn chân thật nha các bạn, nhìn trên xuống cũng được, mà nhìn trong ra cũng được. Mà cái này nó rắn nó chui như đất, chui lên. Ây à, dạ, lụ đạn mày con gái. Cái này là dùn đất hả ba, cái này là dùn đất luôn á. Nhìn như thật đấy, quá đẹp. Nhìn trong ra không, chứ nãy giờ thấy cái đít sâu không, chứ có cái gì đâu trời. Đâu, mày nhìn đằng trước mà, mày xem con chuột đằng trước nè. Ok, đúng rồi. Vãi nồi, tao đang... Ê, bảo mập đang có một, bảo mập 2000 mấy luôn hả, mày chơi cái gì dữ vậy ba? Ôi, tao mới vừa vô, tao đang là con nhỏ bé luôn à. Trời ơi, trong khi nãy giờ bảo mập nó lên có một luôn rồi. Ôi thiệt tình chứ. Lo chuẩn bị, lo bấm cửa. Vãi nồi, con bảo mập nữa, con sâu màu đỏ kìa. Ôi ôi, trời, tao chui ở giữa hai con sâu, vãi nồi ghê thiệt. Cái này là cách đánh của nó vẫn giống như kia nha mọi người, là cái đầu của mình mà đụng vô thân của người khác là coi như là mình sẽ bị mất máu. Mất máu cho mày chết nha, mất máu thôi, rồi sau đó từ từ mới chết. Ê, có đụng nào mà đứa nào, con quỷ mấy xe cân nó bắn tao, đậu phộng. Quý quý, lũ đã mày mất rồi. Rồi xong ba bị chết luôn. Áo quỷ mập nó bự quá, mình đi ngang mình không thấy nó luôn, không để ý luôn á. Rồi à, mày mới bị mất máu chứ chưa chết đúng không? Rồi chết luôn rồi đó. À ok, mày đụng tao đó. Đúng rồi. Để ăn thịt, để ăn thịt. Đúng rồi. Mới đầu chứ con bò sữa. Yeah. Tao là bò sữa. Ủa, thanh niên nào mới chết mà để nguyên cái cục đường dài cho tao ăn vậy? Tao đó. Không. Còn đứa khác nữa chứ không phải mày. Đứa khác nữa. Tao thấy con Jun mập lùm xỉn nhỏ xíu nè. À đúng rồi, nó đó, nó mới vừa đụng tao xong nó chết luôn. bé Jun mập cầm thi trái chuối sau lưng chạy ngắn ngủn hồi nãy bự cho bá màu đỏ. Trời ơi, đâu rồi, tao chuẩn bị lên cấp 1. À chưa, có một thanh niên này đang cấp 1, tao phải giết thanh niên này mới được. Tao đang kiếm chuyện Tommy. Hả? À, cái này khi mà các bạn bự con hay là các bạn phá hủy nhiều đồ quá là xe tăng nó sẽ tới nó thăm các bạn nha các bạn. Đúng rồi, xe tăng là nó sẽ bắn liền luôn á, nên là máu 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 mà tự nhiên đang chạy mà chết là hiểu rồi đó. Nó chạy thứ lâm đó các bạn. Xe tăng á, cái bánh nó bằng sắt mà nó làm như bánh bằng cao su vậy á, nó đi ngoài đường nè, nó đi quang minh chính đại lắm, xong nó đứng sát bên lề, nó bắn mình cái đùng giống như tôi không biết gì hết nha, vậy lụ đạn nó xe tăng. Nó là quân đội ba. Quân đội đó, quân đội đó. Lũ đạn mình nói cái chuyện. Chuyện khi đi ngang qua nào vậy? Nhiều chuyện. Đó, đang cái chuyện tự nhiên ngang qua cái thọt cái quyền cái thân của con nào. Và mì nó tỉnh mơ, nó không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Bảo bạp. À, có một server rồi, có một server rồi. Off 1 thôi. Online. Bảo bạp chết luôn. Thiện tai. Ê, con combo cao mình có được thưởng tiền không chứ nãy giờ là chết hoài. Ê, tụi bay rank bao nhiêu rồi? Tao rank 1, à rank hả? Rank 15 rồi. Bobby làm gì vậy Bobby? Người cao dài lắm nha Bobby. Người cao dài lắm nha. Nghe đi dài hay chết yểu lắm. Mày màu đỏ nè, mày màu đỏ cái màu xanh nè, vô nè. Ê, màu đỏ rồi. Từ. Xanh dương. Ồ vậy đúng màu luôn hả? Giờ tao đang màu vàng nè. À màu vàng hả? Ok. Này vô thông luôn. Yeah, một đứa chết mới vũ vô người tao luôn chết mà mày. Trời ơi, tao quẹo cái bạc quen, tao bo cua không kịp luôn. Nó bo cua không kịp, nó cắn lưỡi luôn. Không kịp luôn vậy. Đây là mình lúc mà mình mới vừa ra nè đó, là mình chỉ có dài 5cm thôi nè. Trụ cha dài 5cm nổi hả? Đó, bây giờ mình sẽ lên 2. Ơi, con bò sữa thứ hai xuất hiện rồi. Bảo mập đâu? Lên sao rồi, 5cm là hơi ngắn rồi đó nha. Đúng rồi, mà bây giờ nó sẽ phấn đấu cao cực rộng lên. Mùa hè phải không trông đâu. Không có, từ từ. Ý ba mi là từ 5 xăng nó sẽ quất thành 5 mét. Đó. Trời má 5 mét chết luôn. Okay. 5 mét là tới đâu ta? 5 mét là kỷ lục Guinness luôn á ba. Ờ á.
Trời ghê có luôn hả? À. Bữa nào gửi kỷ lục của tao qua tao coi thử. Không, ý là nếu như 5 mét là mày là kỷ lục chứ không có ai bày, không ai thoát được luôn á. Thử đâu mày kêu tao phá được kỷ lục của ông nào chứ tao kêu hết hồn. Tao hy vọng là không ai đang dựng đừng nói gì con sâu. Ê da ủa. Bảo bập chết, bảo bập nhiều chuyện xong chết luôn. Gì bảo ơi? Bảo ơi. Đâu rồi, thằng bảo bập đâu? Ủa sao hai bay nãy giờ đi đâu? Con không thấy hai đứa nào hết vậy? Con đang top 1 server nãy giờ nè. Nó bị một con sâu hồng dễ thương giết rồi. À rồi, con thấy sâu hồng rồi, con thấy sâu hồng rồi. Sâu hồng đang đứng kế bên con luôn nè. Chết rồi ta. Ủa, kế bên nè, kế bên vậy không phải đâu rồi. Ý, trời ơi, con quỷ sâu xanh nó chạy kiểu yêu gì vậy? Có là mập ơi. À, bảo mập đây nè, bảo mập đây nè, bảo mập đây nè. Đừng để bảo mập sống đi, nó mới chết rồi mà. À, máu đỏ rồi, 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 không được rồi, không được rồi, không được rồi. Máu đỏ, dí theo nó. Không được. Trời. Đúng rồi, nó máu đỏ rồi, hãy tới và chiếm lấy nó đi. Chết rồi ba. Chiếm rồi. Mới chết luôn á. Mới bị bảo mập hốt xác luôn á. Bị chiếm nhanh dã man. Trời ơi. Mới bị bảo mập hốt xác luôn. Nó là làm này luôn các bạn. Nó chiếm là chiếm liền luôn ghê thiệt. Trời ơi, quá đáng thiệt chứ. Quay, tao 20 xăng rồi nè. Ôi 20 xăng đâu mà dài vậy ba, cái này là chục xăng luôn rồi chứ. Ấy lộn, chục mét luôn rồi chứ 20 xăng gì nữa. Ga nó lạnh quá, nó hành có 5 xăng rồi, cần tao cho mượn cái nhíp không ga. Cần, chút nữa không, chút nữa đi, chút nữa con mới dùng nhíp sau. Trời nó chạy nhanh dễ sợ. Ê, mày kính giết tao hả ba? Có đâu đi, hẹn. Ê, vô nào quánh nhau nè, giờ quánh nhau nè, vô. 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 Hai đứa double kill. Bảo bập ơi, mày đâu? Đừng. Ôi đừng gì mày cả. Đi qua shop đi. Ở đây làm gì có shop ba? Ở đây BBB không có shop. Bảo bập ơi, lộn rồi. Ok, vậy thì tiêu rồi. Ok. Rồi xong rồi. Hai đứa đang đánh nhau nè. Ok, hai con bé đánh nhau đi, coi đứng coi coi. Đánh nhau đi. Mày đang coi Bảo mập có đang gì đang nghe luôn. Quỷ ba bi, trời ơi. Tao đang tính khoe mày để kêu Bảo mập nó rải quyền đường vàng hè. Đã đợi nó không vô rồi nó chết luôn. Tao nghe tao sợ mà tao nổi da gà luôn. Rồi, chuyển qua chế độ khác. À đây. Hiện tại bây giờ là tụi bay. Ủa, thằng ba mi mới chết nữa hả? Có đâu, ta đang một bệt trải vàng nè. Một bệt mai cũng sợ, nó trải từ đầu hè đường tới cuối đường á. À đù. Ủa đâu, có thấy mày mới có xài hai để mấy rồi mà. Ồ, tao giết cái thằng bự chà bá, tao ăn thịt nó đây. Ê, ngon vậy, cho tao ăn với, Ăn hết rồi ba, tăng hết rồi. Ê, chết vào mì. Cho người ta ăn ké là người ta sẽ ăn mình luôn. Đâu rồi. Trời ơi, né nhanh thiệt chứ. Ôi giời ơi, tự nhiên cái né nó rồi mà tự á. Vô đây. Cảm ơn baby. Vô đây. Rồi mất nửa cái máu nữa. Tào lao ghê. Tao nguyên bệt vàng khe nè, vô đây. Ừ, mày vô đây. Ê, xúc xíu máu à. Thôi, có chạy ai, có lại gì. Mọi người thấy không? Tôi nhớ là tôi đụng, nó đụng người tôi nhiều lắm mà sao tôi chết vậy? Mày đụng đuôi tao thì có chứ tao mày đụng. Đúng là lắc thiệt chứ, thiệt luôn á. Quá đáng đi. Trời ơi, tao chả quyền bệt vàng khe đó, bị lạ bị chết đang chịu. Trời ơi, không tin được. Thiệt luôn á, giờ tao mà thấy con rắn là màu vàng tao cũng né nữa, tao không dám lại đâu. Ê mày cũng màu vàng luôn mà ba. À. Ê ba mi nè, tao mới ăn thịt ba mi xong nè. Má tao tức ghê. Tao đang đi, tao chỉnh cái micro khi nó ra quy con rắn nó băng ngang đường, tao tông nó chết luôn. Mày mới mốt mày ra giữa đường mày nhớ xi nhan nha mày. Mày chạy. À ý mày đang nói là thằng Bảo Mập á hả? À, tao đang chạy đúng đường không, tự nhiên nó băng ngang đường. Bảo Mập chạy ẩu mày. À ẩu ghê là tao ủi nó tao về lại. Ủa mày làm mày làm cái gì vậy Bảo Mập? Tao lao không? Tự nhiên tôi đụng nó đụng người tôi bị mất máu, sầm lông đi. Ê! Tao chết. Bảo Mập chết. Bảo Mập mới sau khi tao chết tao vẫn kéo một bệt vàng khe nè. Ô sao mày không được đổi màu luôn cho đau đầu nha. Các bạn coi rõ cái bệt màu vàng của mình nè nha. Đó, bắt đầu mình lú xuống đất mình trồi lên nè. Đó, tén đó. Chù, mày làm vậy đất. Cái game nó kìm dịu hơn chỗ các bạn màu khác thì nó bình thường mà màu vàng nó ngộ lắm. Vậy tính ra là Vami nó thân thiện với môi trường á, nó làm đất nó phù sa hơn. Đúng rồi, ba tao bón luôn á, ba tao bón đi. Điện đầu bón tới đó, điện đầu bón tới đó.
là một bãi vàng khè. Lũ đảng mày, tao đang review về con mày, vàng khè của mày, tao. Mày review cái gì trong cầm này? Mày review cái gì cầm này? Lũ đảng mày ăn nguyên cục vàng khè. Giận ghê. Rồi giờ tao trổ bóng rồi nè, tao màu hường rồi nè. Hả? Rồi đây. Đây đây có tao. Có kìa, có ba mập kìa. Đây nó nhỏ luôn. Trời ơi, con nghe bảo mập nó xong con quải luôn á. Ê bảo mập một ê bảo mập, cái màu giống mày luôn kìa. Ồ nó chết rồi, hên quá, tao cho nó chết rồi. Ây da. Rồi cũng mày nữa, rồi mày vô đây tao combo luôn nè. Tao combo này cho lũ đạn con có dọc. Chết. Dựng ghê, dựng ghê. Tao dài rồi. Tao dài rồi, tao đang top. Các bạn, bây giờ top 4 server. Đang top 4 server nha. Vô khu BBB này không có mua shop được, bực mình ghê. Đúng rồi, vô BBB sao mua shop được. Trời ơi, tôi lên đỉnh tòa nhà luôn nè. Yeah. Ê, có ai lên đỉnh tòa nhà không nè, lên đỉnh tòa nhà được luôn nè. Kha. Ê, Vơ mi bảo mập, lên đỉnh tòa nhà đi, lên đỉnh đi, được nè, lên đỉnh đi. Lên đỉnh tòa nhà quấn quanh cái đỉnh nó đã lắm mập. Ủa là Vơ mi lên rồi hả? Mày đâu phải là kim công đâu, mày thấy mấy nhà mày leo lên hoài vậy? Đó, tao lên tới rồi nè. Đâu? Ok, để con lên. Quan trọng là thằng nào chết trước nè. Tao lên nãy giờ đó ba ơi, quấn vòng vòng quanh tòa nhà rồi nè. Biết rồi. Tao đang trên trời, tao quấn xuống là ăn chút cái thân mì uống rượu vậy. Tao đâu có nhu cầu uống sữa bò đâu ba. Nguyên con bò sữa xuất hiện luôn rồi. Bò sữa đúng dài luôn. Chết mà bảo mập, chết mà bảo rồi. Ê, còn có một chút xíu máu à. Từ từ, để tao đi ăn thêm. Tao hết máu rồi, Chết nè, chết đừng nó sơ xui nè, Chết đừng nó sơ xui nè. Ừ, mà bị chết, Ây, trời ơi. Ăn được rồi các bạn à. Ê, cần chứ. Mới chết xong luôn á. Mày vốn liếng gì đâu có hết rồi. Ê con mới, ê Bobby con mới vừa Sibor đó, con gặp bỏ mập tao hốt nó luôn rồi. Con là vậy. Ây da. Nói giờ nó ăn lại lỡ lời luôn. Rồi xong rồi cái tao mới vừa Sibor đó tao ăn kia lại luôn rồi. Trời đậu, con tính ra là ăn mà gọi là ăn luân hồi, ăn luân phiên luôn á. Giờ tao phải né bảo được, thấy nhiều kia tao đang đi đúng đường nè mày coi nè. Đó tao đang đi đúng đường rất là dễ thương, bảo ù đá. Lũ đá mày kia, tao kêu bảo nó ù ra nửa đường rồi sao mày ù ra cả tư là sao? Lũ đáng nó tôi đang ngồi tư tưởng là thằng Bảo ăn nó ủi ra giữa đường, ai ngờ thằng kia nó ủi ra giữa đường. Chúc mừng thì chứ. Tao nhỏ quỷ Bobby nó đang đi từ bên kia đường, tao thấy nó vừa đi vừa nói rồi, tao mới vừa đi ngang qua cái con chặn đường nó cái nó chết luôn. Thì tình luôn, tôi chưa thấy con rắn nào mà đi đúng luật giao thông như tôi luôn á. Gặp thằng bạn tôi toàn là băng ngang đường không mà nó giống như Ninja Leaf vậy các bạn. Nó ủi ngang, nó ủi thẳng, nó quẹo, nó không chi nhanh luôn các bạn. Vậy thì chứ. Rồi ok, dừng clip luôn. Rồi ok các bạn, thì ba con rắn của mình vẫn là con rắn vàng khè các bạn. Mình vẫn trả một bệt vàng khè chạy nè. Ê giờ con đổi thành màu đỏ luôn rồi nè ba. Đó, mình đang trả một bệt vàng khè nè, nó ghê chưa. Đó, có ba con rắn đúng hàng bệt đèn giao thông luôn. Mình màu vàng, kia màu đỏ, còn Bảo là màu xanh. Ghê không? Thấy ghê chưa? Ghê. Đó thì ba con rắn, ba đứa mình sẽ dừng video đây ha. Thì các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like, một share nhé. Rồi trên channel của ba đứa mình nhận nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.